Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá nhà thờ Mằng Lăng. Thì nhà thờ Mằng Lăng này nó nằm ở xã An Trạch, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km về phía bắc. Thì nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam hiện nay, được người Pháp xây dựng vào năm 1892. Về xứ nẩu Phú Yên, nếu mà chúng ta chưa ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng thì coi như chúng ta chưa đến Phú Yên. Điều đặc biệt ở nhà thờ này là nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, nơi đây đặc biệt lưu giữ cuốn sách in chữ Quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Tên gọi Mằng Lăng theo các vị cao niên ở địa phương là lấy từ một loài cây có tên là Mằng Lăng. Cái loài cây này thì trồng rất là nhiều ở vùng này cách đây hàng thế kỷ. Vị linh mục đầu tiên của nhà thờ giáo xứ Mằng Lăng này là Andre Phú Yên. Ngày nay thì tượng của linh mục này vẫn còn đặt ở vị trí trang nghiêm ngay trước cửa nhà thờ. Khi đặt chân đến nhà thờ Mằng Lăng, du khách có thể chiêm ngưỡng một trong những công trình kiến trúc đặc trưng của kiến trúc Gothic. Lối kiến trúc bắt đầu từ cách đây khoảng 1.200 năm trước công nguyên. Thời kỳ kim hoàng nhất của kiến trúc Gothic là khoảng thế kỷ 18-19, với rất là nhiều công trình lớn ở châu Âu thời bấy giờ. Không ít những công trình trên thế giới được xây dựng theo cái lối kiến trúc Gothic này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Với cái kiến trúc Gothic đó thì đỉnh của nhà thờ Mằng Lăng là hai cái tháp chuông ở hai bên. Ở giữa là thập tự giá, biểu tượng của thánh đường. Bao bọc mặt tiền nhà thờ là lối vào hình mái vòm trông như những búp măng. Thì toàn bộ nhà thờ toát ra một vẻ cổ xưa với sơn phủ màu xanh xám đã sờn qua hàng thế kỷ tòa lạc của giáo xứ Mằng Lăng. Đây chính là nơi mà lưu giữ cuốn giáo lý phép giảng 8 ngày của một giáo sĩ mà người dân ở đây gọi là cha Đắc Lộ. Cuốn giáo lý này đặc biệt hấp dẫn du khách không kể là người trong đạo hay là ngoài đạo, bởi nó mang giá trị của cuốn sách in chữ Quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Đây là cuốn sách in song ngữ Latin và chữ Quốc ngữ, được in vào năm 1651 tại Ý. Ngoài ra thì nhà thờ Mằng Lăng còn lưu giữ rất là nhiều cái hình ảnh của nhà thờ từ những năm 90 đến nay và các cái hiện vật có giá trị của giáo xứ. Thì nhà thờ Mằng Lăng này nó nằm trên cung đường từ Tuy Hòa đi ra gành Đá Đĩa. Thì nếu mà chúng ta đi tham quan gành Đá Đĩa thì chúng ta có đi ngang cái cung đường này. So với các công trình nhà thờ nổi tiếng ở Việt Nam như là nhà thờ Đức Bà ở Hồ Chí Minh hay là nhà thờ Phú Nhai ở Nam Định, nhà thờ Trà Cổ ở Quảng Ninh, nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt là những cái nhà thờ có kiến trúc Gothic nổi tiếng trên thế giới, thì quy mô nhà thờ Mằng Lăng nó nhỏ hơn và nội thất ở bên trong thì nó cũng rất là giản tiện hơn. Một trong những cái khám phá mới mẻ khi mà chúng ta đến nhà thờ Mằng Lăng là hang thánh đường trong lòng một quả đồi nhân tạo ở cánh tay trái nếu mà chúng ta đi từ ngoài cổng đi vào. Và với hàng trăm năm tồn tại thì nhà thờ cổ Mằng Lăng thật sự là một địa chỉ khó thể bỏ qua đối với lữ khách khi mà dừng chân tại Phú Yên, một địa phương đầy tiềm năng phát triển du lịch ở vùng duyên hải miền Trung nước ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.